người, 67 người. Dạ, mỗi một người thôi, nhóm 70 người. Sao trốn dịch vui không? Trốn dịch vui không? Hả? Cô, nhớ cô. Ôi, thảo si không cô ơi? Chết rồi cô ơi. Si trốn dịch vui không? Dạ vui. Được ở nhà, còn phải đi học mà. Dạ có đâu, được ở nhà lãnh lương cô ơi. Nói gì không? Nói chào thôi. Không có cháo đâu ta. Các em chờ nha. Các em chờ cô một chút nha. Alo, alo, Hùng có nghe thiền không Hùng? Có. Rồi. Sợ mít hư. Sợ mít hư. Mọi người ai mít hư nó cô trước nha. Để cô khỏi gọi nha. Em chờ cô chút xíu nha. Cô đi kiếm đồ. Đầu ô để hai tấm hợp. Giờ dài nha. Các em sẽ học ở trong cuốn này nè. Em thấy cuốn này chưa? Em thấy không? Alo. Dạ thấy rồi cô. Dạ thấy sách mà giờ biết sách thấy nào đâu. Ờ cái cuốn dược lâm sàng là thấy chưa? Nhưng mà bây giờ tại dịch cho nên là bây giờ cái cua cũng có bây giờ cứ chiếu lên rồi dạy. Nhưng mà nào chừng nào nó vô đó chắc là có bữa cô sẽ phụ đạo trên cuốn này bởi vì có những cái ta lâm sàng cô sẽ lấy cái phần mà các em thảo luận với lại cái phần mà thi là trong các ca lâm sàng học trong trong này. Nhưng mà như bây giờ thì vô cũng được thì tạm thời mình dạy vậy đi chứ bây giờ không có cuốn sách đó, cũng khó học lắm. Ở trong cuốn sách này nó sẽ có dược lâm sàng đại cương rồi cô viết cái bài về kháng sinh có rất nhiều thuốc kháng sinh chỉ có bệnh tiêu chảy nè, bệnh nhiễm trùng đường tiểu nè, nhiễm trùng hô hấp nè. Trong nhiễm trùng hô hấp thì có nhiễm trùng thì có viêm họng rồi viêm son rồi viêm tay giữa rồi viêm đốc mạch tim mạch thì có thuốc tăng huyết áp rồi thuốc suy tim rồi thuốc loạn nhịp tim rối loạn lipid huyết thì bây giờ
đúng đúng lý ra nếu có sách đó, thì cô vừa dạy xong là cho các em làm, các em làm những cái ca lâm sàng trong trong này để cho các em quen khi mà ra ra đời thì các em có thể ứng dụng các ca lâm sàng đó trong cái công tác của mình. Thế thì bây giờ rồi khi mà thi á thì cô cũng dựa vô cái ca lâm sàng, cô hỏi trong những cái ca lâm sàng các em sẽ rút ra được cái gì từ cái ca lâm sàng đó. Thì cái kỳ này cô sẽ dạy em hai bài đó là kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng và kháng sinh điều trị viêm phổi bệnh viện với bài thuốc trị cao huyết áp. Nếu còn thời gian nữa thì sẽ dạy cái bài thuốc tiêu chảy, những cái ca lâm sàng tiêu chảy. Rồi chừng nào mà qua dịch thì chúng ta mới thi. Bởi vì nếu thi mà các em không đọc được những cái ca lâm sàng trong cuốn sách thì các em làm không được. Mà bây giờ mà bây giờ cô cũng không thể nói hết được những ca lâm sàng nào trong này. Cho nên là bây giờ chúng ta học xong rồi chắc phải chờ qua dịch mình mới thi được. Bây giờ đầu tiên ta sẽ học cái bài viêm phổi cộng đồng. Tại sao tôi lại chọn cái bài này? Bây giờ chúng ta đang bị dịch COVID-19. Rè quá. Dạ. Bây giờ các bạn khác tắt bớt mic đi. Chừng nào tôi mời thì các em hãy mở mic ra. Tắt bớt mic đi. Tắt bớt mic nó sẽ bớt rè. Rồi chưa? Bây giờ tôi nói lại nè. Mình ta chọn cái bài này bởi vì viêm phổi cộng đồng trong cái thời biểu mà dịch COVID-19 này thì người thì viêm phổi sau khi nhiễm cái COVID-19 thì thường thường là người ta chết vì viêm phổi. Thì mình cũng phải biết những thuốc mà kháng sinh nào để trị viêm phổi. Viêm phổi là một cái bệnh mà khi mà mình già rồi đó, trên 65 tuổi thì đó là nguyên nhân nhập viện hàng đầu và cũng là nguyên nhân gây tử vong rất là chiếm tỷ lệ rất là cao. Nguyên nhân chết hàng thứ 6 và chết hàng thứ nhất trong các bệnh nhiễm trùng, trong các bệnh nhiễm trùng thì nó là nguyên nhân chết hàng thứ nhất. Viêm phổi thường nặng ở người nào các em? Những cái người cao tuổi nè, trẻ em nè, người có bệnh mãn tính nè. Bây giờ ở đây là các loại là viêm phổi nè, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, community acquired pneumonia, viêm phổi mắc phải ở bệnh viện, hospital acquired pneumonia, viêm phổi mắc phải từ máy thở, ventilator associated pneumonia, viêm phổi liên quan tới bệnh viện, healthcare associated pneumonia, viêm phổi hít phải, aspiration pneumonia và viêm phổi không nhiễm typical pneumonia. Thì bây giờ các em cần phải phân biệt thế nào là viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, viêm phổi mắc phải ở bệnh viện. Hai cái đó nó khác nhau chỗ nào? Bạn nào biết thế nào viêm phổi cộng đồng và thế nào viêm phổi mắc phải ở bệnh viện? Bây giờ bạn Kim Anh. Kim Anh có đây không? Có Kim Anh không? Alo, có Kim Anh không? Bán ra. Đó. Rồi em nói cô nghe, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là sao mà viêm phổi mắc phải ở bệnh viện là sao? Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là ở một cộng đồng khu dân cư nào đó, còn ở trong bệnh viện thì ở trong bệnh viện thôi ạ. Không phải. Không phải, viêm phổi cộng đồng là sao? Bây giờ bạn khác, Hoài Ân. Hoài Ân có mặt đây không? Dạ có cô. Rồi nói đi, viêm phổi ở bệnh viện là sao? Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là sao? Dạ cô, viêm phổi ở bệnh viện là trước khi, là nó chỉ khi mình vô bệnh viện ở thì mới bị
bị viêm phổi, viêm phổi. Còn viêm phổi cộng đồng là mình đã mắc viêm phổi từ từ ngoài trước khi vô bệnh viện điều trị rồi. Đúng rồi, nhưng mà em có thiếu một chỗ là mình nằm bệnh viện bao lâu bị viêm phổi thì mới gọi là viêm phổi mắc phải ở bệnh viện, nằm bao lâu? 48 giờ nha, 48 giờ. À, còn viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là mình đã bị viêm phổi rồi mình mới được đưa vô bệnh viện. Còn đây cái hồi vô bệnh viện mình không có bị viêm mà nằm 48 giờ em bị. Còn viêm phổi mắc phải từ máy thở là em biết làm sao không? Thế nào là mắc phải từ máy thở? Nó cũng giống như viêm phổi bệnh viện vậy. Tức là ta dùng máy thở 48 giờ ta mới bị viêm phổi, chứ hồi chưa dùng máy thở ta chưa bị viêm phổi. Ta gọi là ventilator. Đây là đây là cái máy thở. Viêm phổi liên quan tới bệnh viện. Tức là những người nào mà có sử dụng những thiết bị y tế rồi. Chẳng hạn như tháng nào họ cũng vô bệnh viện, tuần nào cũng vô bệnh viện để họ chạy thận chẳng hạn. Thì đó là liên quan đến bệnh viện. Có những người họ cứ vô ra bệnh viện những bệnh gì đó mà liên quan đến bệnh viện. Viêm phổi cho hết thức ăn. Nhiều khi mình ăn nhanh quá, cái nó lọt qua khí quản nó gây viêm phổi, là viêm phổi nó hết được. Viêm phổi không điển hình tức là một loại viêm phổi mà bị con không điển hình. Đây là những cái tác nhân gây bệnh. Bây giờ bạn nói tiếp đi. Trong cái nguyên nhân gây viêm phổi bệnh viện thì mình bị những con vi trùng nào, nói đi em. Hoài Ân, con vi trùng nào? Dạ thưa cô, là con Streptococcus pneumonia. À, đó là con Streptococcus, đó là con rắm dương hay là con rắm ông vậy? Con là con rắm dương. À, ta gọi nó là gì đó em? Con nó gọi là con gọi là tên gì đó? Streptococcus pneumonia gọi là con gì? Con gọi là con gì? Con tụ cầu vàng gì con? Không phải tụ cầu vàng. Tụ cầu vàng là Staphylococcus aureus. Con này là con cô hỏi em nè, cái hồi em đã thực hành dược lý 2 thôi rồi, cái pneumonia là cái cơ quan nào? Cái chữ pneumonia là cái cơ quan nào trong người của mình? Pneumonia là thận. Cơ quan nào? Là cô là thận. Các nói gì vậy? Các bạn có cái cuốn kháng sinh không? Các bạn có cuốn kháng sinh không? Nếu các bạn đã có kiếp kháng sinh, các bạn dỡ ra ở trang 19, ở đầu trang 19 nó có con này nè. Streptococcus pneumonia, bây giờ bạn nào nói coi cái chữ pneumo này là muốn chỉ cái cơ quan nào trong người của mình? Bạn nào biết? Streptococcus pneumonia là ở viêm phổi. Con này gọi là con gì em? Cái này là phổi nè. Dạ. Con này gọi là con gì? Streptococcus pneumonia gọi là con gì? Con gì em? Hả? Con gì? Phế cầu khuẩn. Con mà có hình tròn cho nên gọi là cầu á, phế cầu. Nhiều nhất là con này tới 60%. Rồi bạn ngoại ân nói tiếp đi. Con hemophilus influenzae là con ram gì em? Con ram gì? Để thưa cô là ram âm. Đúng rồi, ram âm. Rồi con này Moraxella catalyst là ram gì? Con này là ram âm luôn cô. Rồi ram âm. Và đây là vi khuẩn không điển hình. Nói cho cô nghe coi. Tại sao gọi là vi khuẩn không điển hình nè?
vi khuẩn không điển hình là gì, nó khác với con điển hình ở chỗ nào? Nó khác cái phần cái phát chính nhất của nó với con điển hình nè. Cái con này là con điển hình nè. Có chấp nôm nôm là những con điển hình nè. Còn con không điển hình nó khác với con điển hình chỗ nào em biết không? Dạ. Biết không? Ai biết? Vì cũng không điển dạ, hình nó khác không? Với ở chỗ nào? Nó khác chỗ nào? Dạ không có chứ. Không có gì. Nó không có gì. Không, không phải không điều chứng. Nó không có thành tế bào cô ơi. Đúng rồi, không có thành tế bào. Ai đó? Ai tên gì đó? Ai tên gì đó? Dạ em Như Nguyệt. Như Nguyệt hả? Cô. Như Nguyệt. Cô chỉ cho thấy có rồi rồi khói rồi thảo cho em một cộng. Đúng là nó không có thành tế bào. Nhớ nha, một đặc điểm. Ngoài ra nó còn nhiều cái khác lắm, chẳng hạn như cái triệu chứng của nó sẽ nhẹ hơn khi cái con mà con đẹp con điển hình nè, đây viêm phổi điển hình nè, con này nè, thì nó sẽ cái triệu chứng lúc đầu nó nặng lắm. Con này nó nhẹ nhẹ, nó chỉ sốt nhẹ thôi. Và cái môi trường nuôi cấy của nó cũng sẽ khác với con điển hình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó không có thành tế bào. Các em nhớ đây là những con không điển hình. Lamidophila pneumoniae. Loài Legionella lúc nào cũng phải có chữ pneumoniae phía sau thì mới là viêm phổi. Mycoplasma pneumoniae. Đây là những con điển hình. Nhớ nha. Con không điển hình nhớ mấy cái con này nha. Và nó còn có virus hợp bào. Như vậy cuối cùng thực sự ra gây viêm phổi cộng đồng á. Thực sự ra nhiều nhất là con này. Nhiều nhất là con phế cầu. Kế đến là những con không điển hình. Bây giờ các bạn hãy nhìn cái hình này. Các bạn hãy nhìn cái hình này. Đây là bệnh nhân ngoại trú nè. Đây là bệnh nhân nhập viện không ICU nè. Đây là bệnh nhân nhập viện ICU nè. Bây giờ bạn so sánh những cái con di thị trùng, những con di trùng ở tình huống này với tình huống này, nó có gì giống nhau? Cả ba trường hợp này có gì giống nhau? Giống nhau về vi trùng. Bạn quay bài bảo đi. Giống nhau về mặt vi trùng. Quay bảo có đây không? Dạ có em cô. Rồi nói đi em. Dạ em không biết câu này cô. Không, đâu có gì không biết. Em nhìn đi. Cả ba trường hợp có cái nào giống nhau thì em nói nó giống nhau. Ví dụ như tôi nói trường hợp này là có con này là cả ba trường hợp đều có hết. Cái này là em so sánh thôi chứ có gì đâu không biết. Em nhìn lên nó đó em so sánh. Có cái con nào mà cả ba trường hợp đều có, tức là nó sẽ phổ biến. Thấy không? Rồi nói đi, đâu có gì đâu, biết em, nói đi em. Phải tập suy nghĩ. Nghĩ riết rồi để đó ốc nó làm việc riết rồi không thèm việc phải không? Nói đó đi. Nó dâu giống nhau chỗ nào nè, giống nhau chỗ nào? Nhanh lên đi em, mình mất hết tiếng đồng hồ đó. Giống nhau chỗ nào? Cái tetrococcus thì có mặt ở bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân nhập viện ICU. ICU. Cả các ba trường hợp đều có hết, phải không? Rồi cái gì nữa? Tiếp tục đi. Rồi còn gì nữa? À, con Mico ở ngoại trú. Dạ. Và ICU trú có không? ICU không ICU có phải không? Dạ. Con này là con gì? Con này gọi là con gì?
Mycobacterium pneumoniae là hồi nãy ta ta mới bây giờ phân loại nó là con gì, vi trùng gì? Phế cầu. Hả? Không phải phế cầu, Mycobacterium pneumoniae là phế cầu con gì? Hả? Con này là con gì? Nói đi em, mới mà mới vừa xong đó, đi em bên đây nè, nó là con gì, quả là con gì? Hả? Chứ cũng không điển hình. Hả? Trời ơi sao mà chậm dữ vậy? Không điển hình. Ờ con không điển hình. Rồi con này là con gì đây? Chlamydophila pneumoniae là con gì đây? Con gì? Quay lại nè. Con gì? Chlamydophila nè. Là con gì? Nhưng vẫn không điển hình chứ gì trời sao chậm thế? Lắm chậm vậy, tới khuya chưa xong nữa đó. Thôi bạn khác đi, tôi hy vọng là người khác nhanh lên một chút đi. Quy Bình đâu? Dạ có. Rồi nói đi. Nhận xét thôi mà có cái gì mà chậm dữ vậy? Cái con Mycobacterium pneumoniae thì nó xuất hiện ở cái bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân nhập viện luôn cô. Cũng là một loại vi khuẩn không điển hình. Dạ. Rồi đây. Lamidophila. Có tại cái đầu. Thì có bệnh nhân ngoại trú thôi. Đâu có ngoại trú? Dạ. Nội trú có nè. Lamidophila. Đúng rồi, nội trú có. Dạ. Bên đây có điển hình không? Bên này có con không điển hình không? Dùm coi có không? Dạ không cô. Nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ lại coi có không? À dạ có đây cái con là Legionella. Dạ. Ba con này ba con biểu hình như vậy, tức là tóm lại là vi khuẩn gây viêm phổi điển hình đều có trong cả ba trường hợp nè. Vi khuẩn gây viêm phổi không điển hình cũng có cả ba trường hợp nè. Phải không? Dạ. Phải chưa? Như như vậy ta cái chỗ này ta phải kết luận cái gì? Chúng ta kết luận là trong viêm phổi cộng đồng á thì hai cái con vi trùng chính gây viêm phổi là con gì em? Em kết luận cho cô coi Quy Bình. À dạ hai cái con đó là một là Streptococcus pneumoniae và cái con thứ hai là cái Mycobacterium pneumoniae. Em nói là vi khuẩn điển hình và vi khuẩn không điển hình nha. Dạ. Nha. Dạ. Em nói là vi khuẩn điển hình, là con này là con điển hình nè, và vi khuẩn không điển hình. Không điển hình. Có ba con này nè. Con này nè, và con này thấy không? Mycobacterium pneumoniae, Chlamydia pneumoniae và Legionella pneumoniae, thấy chưa? Như vậy ta tóm lại là nó có vi khuẩn điển hình và vi khuẩn không điển hình. Nha. Vậy thì bây giờ em hãy so giữa ngoại trú và nội trú không ICU. Nó có cái con nào khác nhau? Nó bắt đầu xuất hiện có một con khác nhau là con gì? Cái con con gì? Nhìn đi. Đừng kể nội. Em cái là cái loại là do là gì? Legionella cô, là nó để chỉ cái xuất hiện ở trong cái bệnh nhân nội trú không ICU thôi. Không, bây giờ em chú ý từ đây để trở lên dưới này thì, yeah. Thì không quan trọng đâu. Dạ yeah, rồi. Từ đây trở lên đi. Nói đi. Có con Staphylococcus aureus cô. Đó, đúng rồi. Yeah. Con này là con gì em? Con này gọi là con gì? Con này gọi là con gì? Nè con này gọi tên tiếng kiểu của nó là gì? Hả? Cô chờ em. Trời ơi, giờ này mà còn chờ. Dạ con tụ cầu cô. Tụ cầu vàng. Dạ. Cầu vàng. À. Rồi. Rồi bây giờ em soi giữa cái này với cái này. Em thấy con tụ cầu vàng nó xuất hiện
là bắt đầu nhập viện là nó bắt đầu xuất hiện là trong ICU cũng cũng có nè, thấy không? Dạ, thấy không? Dạ. ICU đó đâu có nè, chứ còn hồi cái hồi mà ngoại trú là không có đâu. Không có. Dạ. Rồi bây giờ em nhìn cái này với cái này thì em cho nó bắt đầu xuất hiện cái gì? So với ICU và không ICU nó khác nhau chỗ nào? Nó thêm, nó xuất hiện trong cái ICU thì nó thêm cái chợt khuẩn Gamma nữa cô. Đúng rồi. Dạ. Đây này, con này nè. Bắt đầu thấy không, thấy không? Cô tại sao cô bắt em phải ngồi suy nghĩ trong này? Bởi vì chính nhận ra vi trùng ở mỗi trường hợp đó để em tìm kháng sinh cho nó phù hợp. Nha. À, vậy thì á, bắt đầu từ đây tới đây á, tới ICU bắt đầu có trực khuẩn nấm âm. Và tôi đố em, trực khuẩn nấm âm trong trường hợp này là con gì? Quý mình biết không? Con gì? Cụ thể phải là con gì? Trực khuẩn nấm âm thì nhiều lắm. Bạn nào mà đang có cuốn kháng sinh đó thì các bạn dỡ ra. À, các bạn dỡ ra các bạn sẽ thấy. Bạn sẽ thấy có cái con con trực khuẩn trong âm nhiều lắm. Ở trong 19 nè, có E. coli nè, Klebsiella, rồi con Rhodesia nè, Serdaia nè, Enterobacter nè, Rhodesia nè, Morganella nè, Salmonella nè, Shigella. Nhưng mà mấy cái con đó là mấy con còn hiền. Nhưng ở đây trực khuẩn trong âm ở ICU là con rất là nguy hiểm, đốt các em là con gì? Đốt em là con gì? Cô là con Delta thôi. Con gì? Con em nói rồi Delta hả cô? Con gì em? Con gì nó cỡ to cô nghe cái. Con Rhodesia. À, không. Không phải. Phải. Hemophilus. Không phải. Vậy mà Hemophilus không phải. Con gì? Dạ. Dạ con Pseudomonas. Đúng rồi. Nó nó trực khuẩn họ Enterobacteria cô. Không, cái con mà em vừa nói thôi, có một con đó thôi. Con gì? Dạ Pseudomonas. Đúng rồi. Dạ Aeruginosa đó. Con đó đó. Pseudomonas Aeruginosa. Và một con nữa là Acinetobacter. Biết Acinetobacter không? Con đó đó, nhớ con đó. Ở ICU con đó là nguy hiểm nhất. Mỗi nơi ta phải nhận diện ra cái con vi trùng thì lát nữa ta dùng kháng sinh ta mới biết cái phương hướng. Bây giờ tôi hỏi các em, nó bắt đầu xuất hiện con tụ cầu vàng. Bạn nào có cuốn kháng sinh các bạn dỡ ra ở trang 18. Các bạn thấy cái con tụ vàng bình thường thì không nguy hiểm. Nhưng khi nó biến thành con MSSA thì nó mới bắt đầu nguy hiểm. Bố em, MSSA là gì? Cái này các em học rồi ở khám sinh, em học hết trơn rồi. Đi con. Có MSSA này. Cái bạn mà nói cái con Pseudomonas đó tên gì đó? Các bạn vừa nói Pseudomonas đó tên gì? Dạ Lưu Thị Nghĩa. Lưu Thị Nghĩa. Rồi, cho Nghĩa một cộng. Rồi, bây giờ hãy nói tôi nghe coi, con MSA là gì ai biết? Em trả lời được không cô? Em trả lời, em trả lời. Thưa cô, nó có phải là nhóm penicillin kháng penicillin A không cô? Đúng rồi, nó đó, cái con vi trùng mà cái nhóm nó trị được đó. M là gì? Cái tên M là gì? M là methicillin. Đúng rồi, S. Sensible Staphylococcus aureus. Đúng rồi, đó, em dịch ra tiếng Việt kênh nó là gì? Dịch từ phía sau ra trước. Tụ cầu vàng. Tụ cầu vàng. Cái gì nữa? Không phải khác. Sensible. Sensible là nhạy. Nhạy. Nhạy với gì? Nhạy với gì? Nhóm methicillin hả cô? Đúng là nhạy với methicillin. Tức là cái nhóm mà em nói penicillin kháng penicillin đó. Cái con vi trùng đó đó thì được cái nhóm đó trị đó.
vì cái chất đầu vào của nhóm đó là methicillin, nó còn nhảy với methicillin. Cho giờ cô hỏi em, nếu nó không còn nhảy với methicillin thì cái con đó gọi là con gì? Không còn nhảy nữa thì cái chữ S đã biến thành chữ gì? Cái chữ S mà sensible trở thành chữ resistant, phải không? Vậy thì em có con gì? Em có con gì em? M-R-S-A. Em có con gì? M-A-S-A. Đọc, em đọc cái nguyên chữ đó làm nó ra. Chữ em là gì? Em là gì em? Nhanh lên. Methicillin à? Methicillin. Còn có chữ R là gì? Nó ngược lại với chữ S là chữ R. Hồi nãy là sensible là nhảy, còn cái này là gì? Resistible. Resistant là kháng. Rồi chữ S là staphylococcus aureus, nghĩa là gì? Để em dịch sang tiếng Việt á. À, tụ cầu vàng mà nó dạ và nó sao? Hồi nãy là nhảy, còn bây giờ là sao? Nhảy. À, tụ cầu vàng kháng hả?